Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Mình là Mỹ Uyên. 6 trận đánh lớn nhưng easy game đối với Ronaldo. Ở tuổi 34, Ronaldo vẫn cho thấy một phong độ thi đấu tuyệt vời. Chân sút người Bồ Đào Nha vừa có cú hat-trick trong trận đấu đầu tiên của năm 2020. Với màn trình diễn ấn tượng, CR7 cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử lập hat-trick ở ba giải đấu hàng đầu tại châu Âu, là ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A khi khoác áo các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid và Juventus. Anh luôn biết cách để biến những trận cầu khó thành dễ dàng. Cùng Mr. Zero điểm qua 6 trận đánh lớn nhưng easy game với Ronaldo nhé. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Quy luật của tự nhiên là cái tuổi phải đuổi cái xuân. Nhưng có lẽ đối với Ronaldo, bánh xe thời gian cũng không thể chiến thắng nổi anh. Vào mỗi trận đấu sinh tử, Ronaldo luôn tỏa sáng theo cái cách riêng của mình. Hay nói đúng hơn là CR7 không được sinh ra trong khoảnh khắc ngạt thở, mà là chính anh đã tự rèn luyện bản thân để có được vào những khoảnh khắc đó. Và hãy cùng Mr. Zero điểm qua 6 trận đánh sinh tử nhưng lại easy game với Ronaldo nhé. Phút thứ 11 của trận đấu, khí thế hừng hực của Arsenal đã bị dập tắt khi mà CR7 đã có một pha kiến tạo đẹp mắt để người đồng đội của mình là Park Ji-sung ghi bàn mở tỷ số đầu tiên trên sân Emirates. Một trong những bàn thắng đẹp đến khó tin ngày hôm ấy của siêu sao Bồ Đào Nha chính là cú đá phạt từ khoảng cách hơn 35m, và khi trái bóng bay ngang qua thủ môn Manuel Almunia, cả khán đài dường như bùng nổ và không tin vào mắt mình. Một siêu phẩm được lập ra và có lẽ chỉ Ronaldo mới làm được điều ấy. Các bạn đang được chiêm ngưỡng một trong những pha tung hứng kết hợp ăn ý giữa Park Ji-sung, Wayne Rooney và Ronaldo như càng quét hàng phòng thủ của Arsenal. Với sự hỗ trợ của đồng đội, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nã một phát súng uy lực vào khung thành của Almunia. Một bàn thắng xuất sắc trong một trận đấu siêu kinh điển đã được ra đời như thế. Trong trận chung kết Champions League trên sân Cardiff trước đối thủ Juventus, nhận đường chuyền từ Cavahan, Ronaldo tung cú đặt lòng đưa bóng chạm khẽ chân Bonucci và đổi hướng khiến thủ thành Gianluigi Buffon không kịp trở tay. Lại là Ronaldo với pha chạy chỗ thông minh, đón đường căng ngang từ đáy biên của Moritz, đặt lòng cẩn thành và nâng tỷ số cho kèn kèn trắng. Một ngày mà CR7 tỏa sáng với một cú đúp, góp phần giúp Real Madrid giành chiến thắng đậm trước Juventus, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Ở khoảng cách hơn 30m, Ronaldo bắt đầu chạy lên như có một ma lực điều khiển. Quả bóng băng qua bức tường trắng lỏng lẻo của đội bạn, đường đi hơi vênh lên, gần như không ai nghĩ quả bóng đã di chuyển và nó bay vào góc mà thủ môn Thibaut Courtois không ngờ nhất. Lại thêm một cuộc tấn công tầm xa nhắm vào thủ môn, và lần này người chiến thắng lại là CR7. Và dường như trái bóng có thù với Courtois thì phải, nó luôn né tránh bàn tay của anh chàng thủ môn người Bỉ này.
Đây chính là bàn thắng giúp Ronaldo hoàn thành xong cú hat-trick trong trận đấu này. Một quả phạt đền được chuyển đổi thành bàn thắng, không có lấy một sự sai lầm trong pha bóng vừa rồi. Benzema từ cánh trái căng ngang vào và bóng bị đổi hướng đi tới chân của Ronaldo ngay trong khu vực 5m50 ở chính diện cầu môn của Ajax. CR7 chỉ cần đẩy bóng một cách dễ dàng cũng đã ghi được bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid. Ronaldo và Benzema đã cùng nhau phối hợp chuyền bóng trước khi CR7 có bóng ở trung lộ, không bỏ sót cơ hội ngon ăn. Siêu sao người Bồ đã thực hiện một cú cứa lòng đi thấp vào góc xa cầu môn của Ajax. Mặc dù thủ môn Ajax đã đổ người về đúng hướng bóng đi, nhưng có lẽ may mắn lại không mỉm cười với anh chàng này. Ronaldo đón một đường chuyền dài của Khedira và nhẹ nhàng bấm bóng qua thủ môn đội bạn, khiến đội nhà thua tan tác trước đội khách hùng hậu mà CR7 là một trong những nhân tố sáng giá của trận đấu. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Ronaldo nắm bắt được cơ hội ghi bàn trước mắt. Anh đã đánh bại mọi tinh vệ xung quanh, bật cao hơn cả thảy để đánh đầu, đẩy bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đội bạn. Benzema đưa bóng về phía bên phải cho Ronaldo và sút như một cú sút sấm sét với sự cản phá gần như bằng không, và Ronaldo lại tiếp tục ghi điểm cho đội bóng Tây Ban Nha. Cristiano Ronaldo đã đưa Madrid vươn lên dẫn 3-0, không thể ngọt ngào hơn. Có thể nói ngày hôm đó chính là ngày của Ronaldo, chàng cầu thủ mang áo số 7, cái đại diện cho sự hủy diệt, tự tin và khả năng săn bàn kinh khủng. Thêm một pha phối hợp ăn ý của Ronaldo và đồng đội, nắm bắt cơ hội Ronaldo chọc thủng lưới của Juve khiến trận đấu trở nên đầy sôi động. Buffon rất nỗ lực cứu thua sau sai lầm của Giorgio Chiellini, nhưng người nhện đành bất lực trước cú xe đạp chống ngược của Ronaldo ngay sau đó. Một trong những siêu phẩm để đời của siêu nhân Ronaldo khiến Buffon cũng phải ngã mũ thán phục. Cả khán đài dường như vỡ òa, trầm trồ và đầy ngưỡng mộ trước CR7. Ronaldo không phải siêu nhân nhưng đã nỗ lực chăm chỉ gấp bội để trở thành một huyền thoại. Ở CR7, người ta luôn tìm thấy được nguồn cảm hứng bất tử cho thế giới. Và hãy nhìn cái cách người chỉ mình ấy thi đấu để thấy được những gì mà giờ anh đang có là cả một sự nỗ lực và cố gắng vượt trên bản thân mình. Bạn ấn tượng với pha vào bóng nào nhất? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và đừng vội rời kênh vì Mr. Zero còn rất nhiều video của các huyền thoại khác đang chờ các bạn khám phá đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.